Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 18 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, Biển Đông đang bắt đầu vào những ngày cao điểm của mùa bão năm nay. Hiện một vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía nam Biển Đông và dự báo sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ngoài áp thấp nhiệt đới này thì trong tuần sau, Biển Đông có thể sẽ đón thêm cả bão số 6. Còn trên đất liền, tỉnh miền Bắc, toàn miền có mưa dông trên diện rộng với cường độ đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài cho đến ngày 20 tháng 9. Tổng lượng mưa trong 3 ngày tới ở khu vực Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 20 cho tới 50mm. Ở khu vực vùng núi phía Bắc có nơi mưa nhiều hơn, từ 100 cho tới 200mm. Thời điểm có mưa dông mạnh thường tập trung vào đêm và sáng. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và cục bộ ở các tỉnh vùng núi, ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng trũng thấp. Trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 tới 3 mét. Trong đợt lũ này thì mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1, hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng trũng thấp ven sông. Quý vị sinh sống ở các khu vực này cần hết sức đề phòng. Sẽ có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ không quá cao, hầu hết chỉ duy trì ở ngưỡng từ 30 tới 33 độ. Tác động của gió đông đến thời tiết khu vực miền Trung không nhiều, nó chỉ gây mưa rải rác cho vùng ven biển của Thanh Hóa và Nghệ An trong đêm qua và sáng sớm nay. Sau đó, thời tiết trong 2 ngày nghỉ cuối tuần tạnh ráo, cả miền Trung đều có nắng, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở hầu khắp các tỉnh thành phố sẽ dao động trong khoảng từ 32 tới 34 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực miền núi phía Tây, các tỉnh như Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng nhẹ về trưa và chiều với mức nhiệt dao động từ 35 độ. Miền Nam vẫn đang trong thời kỳ gián đoạn của mưa. Ở cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay đều chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày trời có nắng sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên tăng lên ngưỡng từ 30 tới 32 độ, còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 32 tới 34 độ. Tuy nhiên, từ ngày mai trở đi, gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh trở lại, mưa sẽ lại gia tăng ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Thậm chí nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo cả dông. Trên biển, hiện nay hùng vùng áp thấp mang mã hiệu 97W đã di chuyển vào khu vực Nam Biển Đông. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 45 km/h. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc có khả năng tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hướng về đất liền khu vực Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày mai 19 tháng 9 ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 9, biển động mạnh. Trên đất liền, từ chiều ngày 19 đến ngày 22 tháng 9, các tỉnh ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa to đến rất to. Sau khi áp thấp nhiệt đới trên đổ bộ, dự báo đến ngày 23 tháng 9, Biển Đông lại tiếp tục đón thêm một áp thấp từ biển Philippines di chuyển sang. Hiện các trung tâm khí tượng lớn trên thế giới đều đồng loạt đưa ra dự báo vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông, cơn bão số 6 với tên quốc tế là Diamu. Bão số 6 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền khu vực Trung Trung Bộ trong ngày 25 tháng 9, tức thứ bảy tuần sau. Như vậy, sau bão số 5, khả năng cao trong 7 ngày tới, Trung Bộ có thể sẽ liên tiếp đón một cơn bão và một áp thấp nhiệt đới. Ngay lúc này, bà con miền Trung cần sẵn sàng lên phương án để chủ động ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới.